bạn có biết chỉ số ở trên kem chống nắng có ý nghĩa gì không? Cùng Quyên tìm hiểu về chúng nhé. Đầu tiên là chỉ số Sun Protection Factor, có chữ viết tắt là SPF. Đây là một cái chỉ số đo lường về mức độ bảo vệ da chống được tia UVB với mức sóng khoảng từ 250 cho đến 350 nanomet. Một cái loại tia có thể gây bỏng rát cháy nắng và tăng nguy cơ ung thư da. Và cái chỉ số này dao động khoảng 15 cho đến 100. Thì với SPF 15 lọc được khoảng 93% tia UVB, SPF 30 lọc được khoảng 97% tia UV và từ 50 trở lên lọc được khoảng 98% tia UVB. Điều này có nghĩa là SPF càng cao thì khả năng chống lại tia UVB càng mạnh. Tuy nhiên thì chúng ta không thấy có cái sự chênh lệch quá lớn về khả năng chống nắng này. Với kem chống nắng có thông số từ SPF 30 trở lên sẽ rất phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Thứ hai là chỉ số Protection Ray of UVA, có chữ viết tắt là PA. Nó có khả năng chống được tia UVA ha các bạn. Loại tia này có bức sóng từ 400 cho đến 600 nanomet và có thể xuyên qua lớp biểu bì gây lão hóa và tăng sắc tố và nguy cơ ung thư da. Mật độ chống tia UVA được ký hiệu bằng những dấu cộng. PA 1 cộng có khả năng chống nắng rất là thấp. PA 2 cộng là thấp. PA 3 cộng nó sẽ có cái mức độ là trung bình khá. Và PA 4 cộng trở lên khả năng chống nắng là rất là cao ha các bạn. Thứ ba đó là ánh sáng nhìn thấy được hay còn gọi là tia blue light. Và bên cạnh tia blue light còn có tia IR nữa. Người ta gọi tia IR là hồng ngoại ha. Và hai loại tia này có bước sóng dài trên 700 nanomet đó các bạn. Nên khả năng ảnh hưởng đến da là mạnh nhất và là nhanh nhất. Vì thế khi mà chúng ta dùng kem chống nắng, các bạn nên xem qua các chỉ số chống nắng có ở trên bảng 1 để chọn cho mình những cái sản phẩm bảo vệ da phù hợp nhất nhé các bạn.